Chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người con Sony Vaio i5 thế hệ 8 nha mọi người. Dòng thế hệ 8 thì nó thường thường nó sản xuất năm 2019 hoặc là cuối 2018 gì đó, nhưng mà dòng thế hệ 8 là 8 CPU. Máy cực kỳ nhanh mượt. Cái vỏ của cái này thì nó không có bị chày xước hay là bể vỡ gì hết mọi người, chỉ có là cái lúc trước ở bên Nhật người ta dán cái chữ thì bây giờ trên cái nền đen nữa thì nó hiện ra cái nó hơi mờ mờ, nhìn bằng mắt thường mình quay bằng video thì mình sẽ thấy rõ hơn, nhìn mắt thường thì nó mờ hơn nha mọi người đó. Còn nó không có bị trầy xước hay bể vỡ gì hết. Cái dòng này thì nó cũng kiểu giống như là mấy dòng ThinkPad á, màu đen dễ nhưng mà lại khó. Đen á thì cái kiểu một màu đen nó dễ, nhưng mà khi mà mình muốn soi nó thực sự đẹp hay không thì nó hơi khó, tại vì nó hơi kén mọi người. Màu đen thì nó hơi kén cái nẹp nhôm còn sáng trưng luôn nha mọi người. Cái điện thoại của em quay cái lúc chất lượng thì nó rõ, có lúc thì nó mờ mọi người ơi. Người đây có sạc, ngõ sạc làm rất là chi tiết, nhẹ lắm mọi người, có 1 kg thôi ha, chỉ có 1 kg cho cái con Sony Vaio. Màn hình 10 à, 13.3 inch Full HD IPS, phím có led nữa mọi người nè, phím có led nè. Cái kiểu của Sony á, của Sony Vaio á, nhìn rất là sang. Tại mọi người biết sao không, em thích nhất là khi mà mình mở cái máy lên, cái là cái này chính là cái đế luôn, thì nó dắt cái phím xuống nè, nhìn cái máy nó rất là gọn mà nó sang, nhìn nó sang trọng cực kỳ luôn á mọi người. Phím có led ha, làm việc ban đêm mà vậy ai mà cần phím led thì con này là ok. Cái mặt này là cái mặt của phím nè, người ta hay gọi là mặt B hả? Đúng rồi, thì cái mặt này nó rất là bóng nha mọi người. Bóng như vậy là cũng còn ok, không có bị bể vỡ hay trầy chỗ nào hết. Chỗ này chút xíu siêu nè, chút xíu thì siêu sơn chỗ này thôi. À, chỗ cái phía góc thôi mọi người, nhìn từ trên xuống cũng rất là ít. Phím thì còn đẹp, phím đẹp ha. Vậy là ok rồi mọi người. Phím không có mất chữ gì hết trơn, phím zin gõ rất là sướng, kéo rất là đã luôn á mọi người. Màn hình 13.3 inch đẹp keng, không có lỗi lầm gì hết trơn, màn hình là quá tuyệt vời luôn. Sony Vaio thì làm cái màu sắc nó đẹp lắm mọi người. i5-8250U ha. Đây mọi người là thế hệ 8 mà 8 CPU, RAM 8 GB và SSD là 256 GB. Bấm SSD cho mọi người xem đây ha. Rồi con này nè, bấm màn hình luôn. Màn hình đó 1920x1080 Full HD. Cái mẫu mỏng nhẹ gọn. Xài rất là bền nha mọi người, tại vì cái dòng Sony này nè, xài nó đã lắm, đem tới đem lui á, nó nhẹ có 1 kg thôi, dành cho cái 13.3 inch mình đi công tác, đi làm, đi quán cà phê, làm gì mình xách nó cũng nhẹ hết. Em báo giá cho mọi người ha, con máy như thế này hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ, kèm sạc luôn. Báo giá cho mọi người á, là giá chỉ có 6 triệu 2 thôi, không lỗi lầm gì hết. Cái ngoại hình đó thì như nãy giờ em view máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm, bao zin cho mọi người. Máy chưa từng sửa chữa, mọi người có thể tháo ra để kiểm tra man có zin hay không ha. Rồi ai mua thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Báo giá lại lần nữa cho mọi người là 6 triệu 2, máy kèm sạc. Ai chốt thì inbox mình, số điện thoại của mình có thể gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo đều được. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.